khi diễn ra hai lượt trận đấu Indonesia tại bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đứng nhì bảng với 3 điểm hơn hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Indonesia và Philippines 2 điểm, kém đội dẫn đầu là Iraq 3 điểm. Tình thế ở bảng F đã quá rõ ràng, một tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á, chắc chắn thuộc về đại diện Tây Á là Iraq, tấm vé còn lại là câu chuyện nội bộ của ba đội bóng Đông Nam Á là Việt Nam, Indonesia và Philippines. Với tình thế đỏ, hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia trên lý thuyết chúng ta chỉ cần hòa là giữ lợi thế, không nhất thiết phải thắng, bởi song song với hai cuộc so tài giữa Việt Nam và Indonesia là trận trận giữa Iraq và Philippines. Phân tích đơn giản Philippines khó có thể thắng Iraq, nên vấn đề lo ngại Philippines vượt lên là không thể xảy ra. Kể cả Philippines có thể gây bất ngờ thì trình độ của Việt Nam cũng đủ để có chiến thắng trước Philippines trên sân nhà Mỹ Đình ở lượt trận thứ năm. Từ những yếu tố đó, nếu là một huấn luyện viên tinh quái, biết tính toán, huấn luyện viên chusie của đội tuyển việt nam nên đặt mục tiêu hai trận hòa trước indonesia thay vì phải có thể hiện muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ ngay trên sân bung cano đội tuyển việt nam đang gặp khó khăn khi nhiều trụ cột gặp chấn thương thi đấu trên sân khách một thế trận chắc chắn rất cần thiết tuy nhiên ông chusie lại muốn các cầu thủ chơi tấn công đá kiểm soát bóng câu hỏi vì sao huấn luyện viên chusie muốn làm điều này trả lời đơn giản vì chiến lược gia này muốn chứng minh mình đúng muốn cho thấy triết lý của mình nói cách khác muốn thể hiện rằng đội tuyển việt nam ở đẳng cấp ngang tầm nhật bản chơi kiểm soát bóng dù gặp bất kỳ đối thủ nào, trong khi chỉ biết truyền đi truyền lại sân nhà, không tổ chức tấn công được, không sút chúng khung thành lần nào, thì Indonesia có nhiều tình huống nguy hiểm và trong một pha ném biên họ ghi bàn nhờ sai lầm cá nhân của cầu thủ trẻ. Trong một trận đấu chỉ cần hòa là chúng ta có lợi thế, hòa coi như là thắng nhưng đội tuyển Việt Nam chơi tấn công, như người ta nói chơi giao có ngày đất tay. Đội tuyển Việt Nam đã thua trên sân Bung Cano, một trận thua không thể bảo chữa và huấn luyện viên Chusie là người chịu trách nhiệm cao nhất. Với việc thua trên sân đối thủ, ở trận lượt về diễn ra sau hai ngày nữa, đội tuyển Việt Nam buộc phải có chiến thắng trước Indonesia. Đây là điều bắt buộc nếu như muốn có tấm vé đi tiếp. Về điểm số, đội tuyển Việt Nam đang kém Indonesia một điểm. Nếu có chiến thắng, chúng ta sẽ lại vượt lên với 6 điểm, hơn đối thủ 2 điểm. Ở lượt trận thứ tư đội tuyển Việt Nam được chơi trên sân nhà gặp Philippines, trong khi Indonesia đã ở sân nhà gặp Iraq. Nếu đội tuyển Việt Nam thắng Philippines, trong khi Indonesia để thua Iraq, khoảng cách điểm số của chúng ta và Indonesia sẽ tăng lên là 5 điểm. Khi đó ở lượt trận cuối, dù thua Iraq chúng ta vẫn có 9 điểm, trong khi Indonesia dù thắng Philippines cũng chỉ có tối đa 7 điểm. Trên lý thuyết đó, trận đấu trên sân Mỹ Đình tới đây mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Chiến thắng là điều bắt buộc và tiên quyết, chỉ có chiến thắng mới đủ để tính toán các yếu tố tiếp theo. Để có kết quả tốt trước Indonesia, huấn luyện viên Chusie cần sử dụng đội hình mạnh nhất so với màn đọ sức vừa qua trên đất nước vạn đảo. Indonesia hứa hẹn sẽ còn mạnh hơn với sự góp mặt của hai ngoại binh vừa nhập tịch là Tom Hay và Ragnar Granggoen cùng sự trở lại sau án treo giò của Asnawi Mangkualam. Rõ ràng, với mục tiêu buộc phải thắng, huấn luyện viên Philippe Chusie cần sử dụng các nhân tố giàu kinh nghiệm trong đội hình xuất phát. Sáu nhân tố phải ngồi dự bị, không thi đấu, thậm chí là chẳng được đăng ký gồm Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thành, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Thành Trung cần góp mặt trong đội hình xuất phát. Đã đến lúc vị phù thủy trắng cần bỏ qua sự bảo thủ nếu muốn giành kết quả có lợi. Thứ hai, cần tấn công tổng lực gần như trong suốt hiệp một tại bung Karno, đoàn quân huấn luyện viên Philip chusier đã thực hiện lối chơi kiểm soát bóng khá chủ động khiến indonesia không thể triển khai các đợt tấn công về phía khung thành thủ môn nguyễn philip chỉ tiếc là khả năng tiếp cận khung thành của đội tuyển việt nam còn quá hạn chế vì thiếu đi những nhân tố kinh nghiệm trong bối cảnh cần bàn thắng và 3 điểm ở trận tới chúng ta nên chủ động tiếp tục triển khai các bài tấn công nhưng phải đảm bảo tính hiệu quả tối đa bên cạnh đó hàng thủ cũng phải giữ được sự an toàn tuyệt đối trước những pha chuyển trạng thái của đối thủ muốn làm được điều đó Đỗ Hùng Dũng cùng đồng đội sẽ cần tập trung tối đa cho suốt trận đấu. Thứ ba, huấn luyện viên Chusie phải giúp cầu thủ giữ vững tâm lý. Thất bại ở lượt trận thứ ba chắc chắn gây ra sức ép tâm lý rất lớn cho các đôi chân của những chiến binh sao vàng. Điều này được thể hiện rất rõ sau khi chúng ta để thủng lưới với các đợt tấn công nôn nóng và vô hồn. Hiện tại, với thế bất lợi, đội tuyển Việt Nam sẽ phải giữ được cái đầu lành nếu không muốn tiếp tục đánh mất mình. Muốn làm được điều đó, ban huấn luyện và huấn luyện viên Philip Chusie phải chứng minh được khả năng truyền lửa để thổi hồn và lối chơi cho các cầu thủ. Trái với sự vô cảm gần đây, vị phù thủy trắng cần thể hiện dòng máu nóng và khát khao chiến thắng tới các học trò. Cuối cùng phải có chiến thắng để lấy lại niềm tin của người hâm mộ Việt Nam với đội tuyển quốc gia lại xuống thấp như ở thời điểm hiện tại. Chúng ta thua hai trận liên tiếp trước Indonesia, thất bại 9 trong 10 trận gần nhất. Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Philip Chusier đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bất lợi đang là điều hiển hiện nhưng cơ hội đi tiếp vẫn còn rộng mở nếu đội tuyển Việt Nam giành chọn 3 điểm ở trận tới. Bởi vậy, những chiến binh sao vàng cần chiến đấu hết mình để phần nào lấy lại niềm tin của người hâm mộ trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 26 tháng 3. Theo bạn trên sân nhà Mỹ Đình đội tuyển Việt Nam liệu có chiến thắng trước Indonesia? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh tin bóng đá để ủng hộ mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.